Mọi người đang xem cái video clip này của Tiến nha. Mình xin tự giới thiệu, mình là Tiến. Số điện thoại để liên hệ với shop là 0706 222 435. Hoặc anh em muốn xem thêm hình ảnh video thì có thể lên trang web của Tiến xem, súngcaosu.tk. Thông tin liên hệ thì mình có để đầy đủ ở dưới phần mô tả video. Và mình cũng có tràn thêm một số điện thoại ở góc trái màn hình video để cho anh em mình tiện theo dõi và liên hệ. Thì hôm nay mình làm cái clip này thật sự rất là buồn luôn em ạ. Thì cho cái tình hình dịch bệnh nó kéo dài như thế này thì Tiến cũng nói chung là rất là buồn. Mình thông báo với tất cả mọi người anh em là shop Tiến hiện tại đã không còn một cái mặt hàng súng cao su nào để phục vụ cho anh em mình nữa. Thì shop của Tiến này chuyên cung cấp những cái mẫu súng bắn đạn cao su cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Thì do tình hình dịch bệnh nó kéo dài thì shop của Tiến không còn đủ hàng để mà cung cấp cho anh em mình nữa. Thì những cái hàng mình đã dự trữ từ trước á, thì hiện tại tới thời điểm này nó cũng đã hết rồi. Nó chỉ còn một số mặt hàng như là bút, bút thì còn, tại vì bút mình sản xuất trong nước thì Tiến có thể cung cấp được cho anh em. Còn mấy cái mặt hàng nhập trực tiếp từ nước ngoài thì đã hết rồi. Thì hôm nay ngày 7, ngày 7 tháng 8 2021 thì hiện tại là shop Tiến là không còn hàng để phục vụ cho anh em mình nữa. Đó, thì các những cái anh em có thể xem những cái clip về những cái mẫu súng bắn đạn cao su anh em mình xem tham khảo nha. Thì khi nào mà hàng của mình về được thì mình sẽ làm clip mình thông báo với tất cả anh em mình. Đấy. Dịch bệnh thì tất nhiên là hàng hóa thì nó cũng không có đi được, nên cho mình cũng rất là buồn luôn, không có đủ hàng để cung cấp cho anh em mình chơi. Rồi. Rồi mình có một cái chia sẻ luôn, mình cũng nói với anh em mình là hôm qua mình nhận được một cái cuộc điện thoại thì cũng có nhiều khách gọi về cho mình mà cũng tội lắm. Mình phải gọi là bác kia cũng lớn tuổi rồi, cũng nói chung là thích mua siêu tầm những cái hàng súng cao su này, chứ mua về để chơi thôi, đam mê. Tại vì lúc xưa là chú cũng có đi, bác cũng có đi chiến tranh đi đó, thì nói chung là bây giờ về muốn tìm lại cái cảm giác bắn súng này kia chơi nó vui thôi. Thì bác có đặt mua một khẩu súng bắn đạn cao su, nên tất nhiên là không phải là shop Tiến rồi. Bác cũng có tìm hiểu, nói chung là bác tìm hiểu rất là lâu rồi thì bác mới quyết định là đặt mua. Bác nói là nhìn những cái bình luận rồi những cái phiếu gửi hàng á, gọi là cái feedback. Đó, cái phản hồi của khách hàng về đăng lên rất là nhiều luôn, phiếu chuyển tiền rồi này kia, đã nhận được hàng rồi đăng lên rất là nhiều luôn, giao dịch thành công rất là nhiều thì bác mới tin tưởng và chuyển tiền đặt hàng. Nhưng mà khi chuyển tiền xong thì liên hệ không có được, liên lạc không có được và cũng chặn số các kiểu. Đó, thì mình cũng nói luôn với tất cả mọi người anh em mình, khi mà mình mua hàng thì mình cũng đừng có chú trọng quá về cái phần feedback. Đó, tại vì mọi người biết chứ, công nghệ số kỹ thuật hiện nay thì Photoshop nó làm thay tất cả. Một cái hóa đơn chuyển tiền thì nó làm ra hàng trăm cái hóa đơn chuyển tiền, và nó cái chuyện mà thay tên thay đổi nội dung thì nó quá là dễ dàng rồi. Đó, nên mình cũng đừng có chú trọng nhiều về cái phần feedback quá. Đó, nên mình phải lưu ý, mình muốn theo dõi một cái kênh nào bán hàng thật sự là uy tín, mình phải theo dõi một thời gian và mình xem cái số lượng hàng của người ta có hay là không, số lượng hàng nó đều hay không. Chứ còn mấy mẫu mà đi quay lại hoài mà cứ hỏi lúc nào cũng có thì mình nghĩ là nó không phải là những cái shop bán hàng mà thực sự uy tín. Đó. Thì mình cái này là mình phải tìm hiểu kỹ rồi. Anh em nào muốn xem là những chia sẻ của mình về cách mua hàng thì cũng có thể xem là ở những cái video dưới kênh của mình. Thì mình mỗi khi mà mình có một cái sự việc của những khách hàng nào bị lừa bị gạt về cái vấn đề mà mình biết được thì mình sẽ làm cái video mình đưa lên, mình chia sẻ, mình cảnh báo với tất cả anh em luôn. Đấy. Thì nó cái phần feedback đó, cái là cái phần mà phản hồi của anh em ấy. Thí dụ như anh em mình chuyển tiền cho mình rồi mình chụp hình lại mình đăng lên kênh để mình tạo cái uy tín đó. Thì cái phần đó
mình nên cũng đừng nên chú trọng quá, tại vì công nghệ hiện nay thì mình với Photoshop thì một cái bill chuyển tiền nó làm ra hàng trăm hàng ngàn cái bill, thay đổi nội dung, thay đổi tên, thay đổi số tiền thì nó rất là dễ dàng thôi, nó không có gì để khó hết á. Còn shop của mình thì mình cũng ít đăng những cái phần đó lên, tại vì mình cũng ngại. Thứ nhất là bán thì tất nhiên là mình cũng bán được rồi, bán ít bán nhiều thì mình cũng bán được, nhưng mình thì shop mình ít đăng mấy cái đó lên. Rồi không hiểu mình, tại mình không thích, không biết, không thích đăng lên như vậy thôi. Rồi mình làm cái clip mình thông báo với lại mình chia sẻ với anh em mình một số cái vấn đề mà mình biết thôi, với lại mình báo hiện tại là những cái hàng súng cao su nhập khẩu á, thì shop tiếng cũng chắc là sẽ tạm ngưng một thời gian, khi nào mà mình có được hàng thì mình sẽ thông báo với tất cả anh em mọi người sau nha. Thì hiện tại thì shop của tiếng chỉ còn những cái dòng bút thôi. Bút này thì mình sản xuất trong nước được nên nó cũng dễ dàng, còn những cái dòng cao su thì phải nhập khẩu nguyên con về thì nó cũng hơi khó. Thì anh em muốn mua những cái dòng súng bắn đạn cao su thì cũng có thể liên hệ với shop tiếng trao đổi, thì mình cũng có thể nói chung là những cái shop nào đó, nó còn hàng đó, thì mình cũng có thể hướng dẫn anh em, giới thiệu anh em mua ở những cái shop đó, thì mình cũng biết một vài shop là có thể là có hàng bán cho anh em đó, nhưng mà shop tiếng thì đã hết rồi đó. Thì shop nào shop 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 tiếng biết đó, thì mình chia sẻ với anh em đó, anh em cứ gọi điện trực tiếp cho mình. Còn cái vấn đề mà làm việc mua bán á, thì cái vấn đề khác nữa thì anh em liên hệ trực tiếp với người ta ha. Rồi mình cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình. Anh em nhớ nhấn cho mình nút đăng ký kênh để tạo thêm cái động lực để mình làm những cái video mình giới thiệu với anh em nha. Rồi mình xin chào và xin tạm biệt.